Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Chúng ta cùng gặp lại và đồng hành với nhau ở trên bản điểm thứ tuần trên kênh uh, chứng khoán Chiến Binh, trên từng có sóng cũng như trên kênh Hùng Lê chứng khoán. Kết thúc một tuần giao dịch, chúng ta sẽ có một bản tin, uh, video phân tích bộ ba tham số chung ở trong tuần vừa qua. Đồng thời chúng ta sẽ view một số các cái danh mục khá là cơ bản. Thì ở uh, cái nội dung này một tuần chúng ta chỉ có duy nhất một bản tin à, gọi là bản tin tuần, các anh chị nhá còn kết thúc một phiên giao dịch chúng ta sẽ có một bản view bộ ba tham số chung gồm chỉ số vn index chỉ số vn30 và chỉ số phái sinh thì trên cơ sở chúng ta đã phân tích ở trên bản tin tuần và chúng ta căn cứ các cái tín hiệu kết phiên uh, của từng phiên giao dịch thì như vậy là chúng ta sẽ có thêm những cái bản tin uh, để chúng ta phân tích uh, cái xu hướng của chỉ số vn index và như hùng cũng đã có chia sẻ với tất cả anh chị em uh, bộ ba tham số chung của thị trường của chỉ số vn index nó giống như là một cái một cái xương sống của thị trường À, nó giống như một cái đường dây ấy các anh chị và do đó thì chúng ta phải uh, cố gắng làm sao đó để chúng ta phân tích được uh, gần sát nhất cái xu hướng của nó. Và khi mà chúng ta phân tích được sát cái xu hướng của nó thì uh, cái xác suất của chúng ta thành công ở trên thị trường chứng khoán nó sẽ rất là cao. Thì uh, nội dung của bản tin phân tích tuần này từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 11, phần 1 chúng ta sẽ view lại bộ ba tham chiếu chung của thị trường, đồng thời thì chúng ta sẽ uh, có những cái uh, nhận định về cách vận hành của chỉ số này ở trong phiên giao dịch ngày 4 tháng 8 đúng không ạ à, ngày 4 tháng 11 phần thứ hai thì chúng ta sẽ review một cái danh mục rất là cơ bản từ các cái nhóm cổ phiếu ngành trụ ngành bất động sản khu nghiệp nhóm cổ phiếu thép nhóm bất động sản dân cư và nhóm ngành chứng khoán thì một số các anh chị có hỏi rằng là tại sao trên bản tin tuần chúng ta không view các cái nhóm ví dụ như nhóm thủy sản ví dụ như nhóm cao su ví dụ như Ờ... Uh, nhóm đầu tư công hoặc là nhóm dầu khí rồi nhóm banh nói chung là trên thị trường chứng khoán các anh chị Ờ uh, bây giờ nếu như không nhầm thì nghĩ rằng nó khoảng tầm gần trên 2.000 mã cổ phiếu với rất nhiều các cái nhóm ngành khác nhau do đó để mà chúng ta uh, view được hết tất cả những cái mã cổ phiếu đó thì đó là điều không thể và ông chỉ chọn lọc ra một số các cái danh mục cổ phiếu mà nó khá là cơ bản ví dụ khi nói đến uh, các cái mã cổ phiếu nhóm trụ thì chắc chắn rồi anh chị em chúng ta sẽ sẽ phải biết đến mã cổ phiếu thế giới di động đúng không ạ chúng ta phải biết đến mã cổ phiếu mansan rồi chúng ta phải biết đến cái mã cổ phiếu con bò sữa vinamilk đó hoặc là ví dụ chúng ta sẽ biết đến mã cổ phiếu về 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 về, về ngành trang sức ví dụ như cổ phiếu png là nôm na nó là như vậy rồi thì À, chúng ta sẽ cố gắng à, dọn dẹp ra một số các cái mã cổ phiếu thế còn tất cả những cái mã cổ phiếu nào mà các anh chị em quan tâm thì uh, chúng ta có thể comment ở bên dưới dòng thời gian bản tin tuần thì cũng um, sẽ dành thời gian để trả lời ở uh, tất cả những câu hỏi của anh chị thì uh, các anh chị lưu ý tất cả những cái nội dung mà ông phân tích ở trên video mang quan điểm cá nhân vì vậy nhà đầu tư của chúng ta sẽ cân nhắc trước khi xem và trước khi áp dụng vẫn là một cái quan điểm à, xuyên suốt ở trong cái quá trình mà chúng ta à, chia sẻ với nhau ở à, từ năm 2018 cho đến thời điểm tại đó là gì thứ nhất những cái nội dung hùng chia sẻ thì hùng cố gắng à, chắt lọc đó là những cái kiến thức thực chiến cái anh chị nó không có trong sách vở và đó những cái kiến thức thực chiến thì gửi đến anh chị em cộng đồng nhà đầu tư thế còn à, trên thị trường chứng khoán đương nhiên rồi đây là một bộ môn à, với cái gọi là xác suất thì nó sẽ có xác suất đúng và nó sẽ có xác suất sai đúng không ạ À, tuy nhiên khi mà chúng ta cố gắng chắt lọc thật nhiều à, những cái nền tảng kiến thức thật nhiều các cái thông tin rồi à, chúng ta cố gắng đọc những cái trận đấu à, trên thị trường làm sao đó để chúng ta tối ưu hóa được thì chúng ta sẽ hạn chế được những cái sai số à, không đáng có và chúng ta sẽ tăng à, thêm cái tỷ lệ thành công thì đó là một trong những cái góc nhìn những một một cái, cái cái cách để chia sẻ với tất cả anh chị em đó chúng ta không có cái gì tuyệt đối cả chúng ta tất cả mọi thứ nó đều là tương đối các anh chị nhá đó và khi mà chúng ta khớp cái hệ quy chiếu đó à chúng ta đồng quan điểm đó và chúng ta đồng một cái một cái cách tư duy đấy là chúng ta lên đây để chúng ta trao đổi để chúng ta học hỏi lẫn nhau à để chúng ta chia sẻ những cái giá trị về kiến thức lẫn nhau thì như vậy sẽ rất là happy đúng không ạ đó à, chúng ta tìm rất nhiều các cái nguồn thông tin ví dụ như vậy thì cái cách tương tác như vậy thì các anh chị sẽ cảm thấy rất là thoải mái khi các anh chị tương tác với cá nhân hùng lê hoặc là với những anh chị em à khác cũng làm như cùng lên ví dụ như vậy thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là thoải mái, rất là cởi mở đúng không ạ? Rồi. Phần thứ nhất thì anh chị em của chúng ta sẽ bắt đầu review lại tất cả những cái kịch bản mà chúng ta phân tích ở trong tuần vừa qua chỉ số VN Index từ phiên giao dịch ngày 28 đến ngày 1 tháng 11. Ở đây thì chúng ta có bốn phiên giao dịch của tháng 10 và một phiên giao dịch của tháng 11. Thì như cũng đã có phân tích dự báo khả năng thị trường của chúng ta sẽ có xu hướng tạo đáy ở vùng 1245 đến khoảng quanh vùng 1250, Đấy là cái xu hướng. Và trong cái quá trình tạo đáy đó thì như vậy là thị trường của chúng ta thuận sẽ tiếp tục công lại cái vùng cả kỹ thuật. Ở đây là vùng 1264, vùng 1265 và vùng 1267 điểm. Thì chúng ta thấy rằng là trong phiên giao dịch của ngày 28 thì chỉ số VNI của chúng ta test tích cực thành công ở vùng 1250 đến vùng 1252. Và tiếp tục có hai phiên trong tuần chúng ta có phiên giao dịch của ngày 30 và phiên giao dịch của ngày 31, chỉ số VNI của chúng ta công về vùng cảnh thuật 1267 điểm. Tuy nhiên, chúng ta thấy rằng ở đây thì điều chúng ta vẫn đang thất bại, tức là vùng 1267 đến vùng 1270 thì chỉ số VNI của chúng ta vẫn đang thất bại vùng này và phiên kết tuần chính là phiên thứ sáu ngày hôm nay thì phiên ngày hôm nay các anh chị lưu ý đấy là quỹ etf đáo hạn à, danh mục chỉ xét về bản chất là trong tuần vừa qua thì quỹ etf này nó đã tái cơ cấu danh mục rồi chứ không phải là đến tuần này nó mới cơ cấu đâu tuần này phiên thứ sáu này nó chỉ vét lại thôi tức là nó chốt lại ví dụ trong tuần nó dự kiến là à, bán ra 20 triệu thì trong tuần nó đã bán được 18 triệu rồi ví dụ như vậy thì tuần là trong cái phiên ngày hôm nay nó chỉ còn bán có hai triệu nữa thôi cho nên là anh chị em nhìn thấy là trong ATC tương đối là nhẹ nhàng đúng không ạ nó không rầm rộ như ngày xưa nữa và à, các cái kỳ kỳ ETF à, cơ cấu ở trong các cái năm gần đây thường nhận diện thấy là gì họ cơ cấu dài tức là trong cái tuần đó họ tập trung mua bán cả tuần cho họ không dồn lại ở trong phiên ATC đó là lý do vì sao mà chúng ta nhận diện thấy là à các cái phiên đáo hạn quỹ ETF tương đối nhẹ nhàng ở trong cái thời gian vừa qua thì trong phiên giao dịch hôm nay chỉ số VN Index của chúng ta thất bại à, âm trên 9 điểm đúng không ạ thì phiên giao dịch ngày 1 tháng 11 á, thì cũng có dự báo là gì khả năng VNI sẽ tiến về quanh vùng 1268 và sau đó nó sẽ test đẹp ở vùng 1258 đến vùng 1260. Tuy nhiên cây nến từ từ 13 giờ đến 14 giờ thì chỉ số VNI của chúng ta bị thất bại ở vùng 1258 và lùi khá sâu và đóng cửa thì nó sát đến cái điểm 1255 đến à, tức là chúng ta sau khi cái biên 158 bị mất thì chúng ta có một cái biên 1255-1257 mà chúng ta có phân tích ở trong phiên giao dịch ngày 29 ngày 30 và ngày 31 các anh chị đó thì nó đóng khá sát đến cái vùng 1255 và 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 cái điểm đóng nến gần như điểm sâu nhất phiên và đây là một cái đi tín hiệu không thực sự tích cực thì cái tín hiệu này nó cũng xuất phát một phần À, đến từ à, cái 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 cách vận hành cái cách tạo lập của chỉ số Dow Jones các anh chị biết rồi trong phiên giao dịch ngày hôm qua thì Dow Jones giảm tương đối là mạnh và sau khi mà nó thiết lập được cái vùng 43.500 điểm ở đây thì trong phiên ngày hôm qua nó mở gáp và mức giảm tương đối sâu và nó thủng qua cái vùng 41.800 điểm ở đây đó là cái vùng vùng hỗ trợ tâm lý uh, trong thời điểm ngắn hạn Do đó thì trong phiên kết tuần chính là phiên tối ngày hôm nay thì chúng ta chờ đợi thêm các cái tín hiệu đa Jones và chúng ta kỳ vọng là đa Jones phục hồi xanh trở lại và có thể công lại được cái mốc 42.000 điểm thì đó sẽ là một trong những cái tín hiệu tích cực để giúp cho thị trường của chúng ta có thêm cái độ ổn định ở trong à, phiên giao dịch mở cửa thứ hai tuần tới. Cách thức hiện tại như thế này thì chúng kỳ vọng là VNI sẽ có các cái điểm hồi cáp ở khoảng quanh vùng 1260 đến khoảng quanh vùng 1260 ở đây là vùng 1261 điểm các anh chị nhé Đó thì nó sẽ có các cái điểm hồi lại ở khoảng quanh vùng 1260, 1261 rồi sau đó nó sẽ test và test lại 1255 và điểm sâu hơn thì chúng ta sẽ à, kỳ vọng chỉ số VNI sẽ test thành công ở trên biên 1250, 1250 chính là cái điểm test ở trong phiên giao dịch của ngày 28 tháng 10 thì có thể phiên giao dịch ngày thứ hai tuần tới chỉ số VNI chúng ta sẽ lùi về đây. Và trong trường hợp mà khi mà chỉ số VNI lùi vào đó thì chúng ta sẽ căn cứ các cái tín hiệu kỹ thuật ở trong phiên để chúng ta phân tích thêm. Đó và hiện tại ở trên bản ký tuần thì chỉ đang định hướng về đến khoảng quanh vùng 1250 đến vùng 1250 1252 tích lũy đảo long thành công thì trong thời điểm ngắn hạn và tuần này thì chúng ta lại tiếp tục hướng đến vùng cảnh tuần 1264 đến khoảng quanh vùng 1267 điểm đối với chỉ số vn30 ở trong tuần vừa qua thì chúng ta cũng đã có những cái phân tích khá là chi tiết đặc biệt ở trong ở cái điểm hỗ trợ kỹ thuật tuần thì cũng có nói đến vùng 1316 đến vùng 1320 và trong phiên giao dịch ngày 28 thì chỉ số VN30 chúng ta test khá là tích cực ở điểm 1325 sau đó thì nó đảo long và target tuần thì Nhung đã có phân tích với các anh chị ở đây đó là vùng 1340 thì trong tuần chỉ số phá VN30 chúng ta đã đạt được đến vùng khoảng quanh vùng 1341 trong phiên giao dịch ngày 31 và bước vào uh, phiên giao dịch ngày 1 tháng 11 thì mình có phân tích dự báo uh, VN30 chúng ta có thể có các cái điểm kéo gáp lại ở vùng 1342. Tuy nhiên là Dow Jones trong phiên giao dịch ngày hôm qua uh, có một mức giảm tương đối là mạnh. Điều đó nó đã tạo nên không có gáp tăng ngay từ đầu phiên và chỉ số VN30 của chúng ta test luôn và nhưng đã có phân tích là gì? Uh, kỳ vọng thì VN30 sẽ test ở quanh vùng 1333 cộng trừ 2, tức là biên dưới sẽ nằm ở khoảng quanh vùng 1331. Thì xét về Ờ, tín hiệu kỹ thuật thì ba cây nến giờ trong phiên sáng ba cây nến giờ trong phiên sáng thì chỉ số vn 30 chúng ta test khá tích cực tuy nhiên hai cây nến giờ phiên chiều thì lực bán bắt đầu xuất hiện mạnh và chúng ta nhìn thấy cây nến từ 13 ba giờ đến 14 bốn giờ thì chỉ số VN30 chúng ta bị thất bại và bị ép thủng qua cái đường kênh xu hướng ngắn ở đây và kết thúc phiên thì chỉ số VN30 chúng ta lùi sát đến vùng 1325 1327. Thì ở đây là chúng ta có một cái biên hỗ trợ kỹ thuật tuần là 1316 đến 1320 và sau đó chúng ta phân tích 1325 1327 thì Đóng cửa ở đây thì nó chưa bị thủng qua vùng 325 Tuy nhiên nếu chúng ta xét ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay Thì chỉ số phá à, VN30 chúng ta cũng bị mất tay Và có một bước giảm tương đối mạnh Cây nến kết thúc phiên là một cây nến nhấn chìm Hay chị là một cây nến nhấn, nhấn chìm à, Do đó thì với cái cách thức vận hành như thế này Thì chúng ta kỳ vọng điều gì Phiên giao dịch à, ngày 4 tháng 11 Thì có thể kỳ vọng VN30 sẽ quay trở lại vùng 1330, 1331 Tiếp tục test lại vùng 325 Điểm sâu hơn sẽ là vùng 316 đến vùng 320 và chúng ta phải tính toán đến cái điểm này ở trên à, tuần trong cái tuần sắp tới và trong phiên giao dịch của ngày thứ hai cũng sẽ là một phiên hết sức quan trọng bởi vì sau khi mà các quỹ etf cơ cấu xong thì có thể là nó sẽ có gáp bồi ngay và cái cây nến giờ bồi này tức là cây nến giờ mà mở cửa phiên đó, là một cây nến giờ rất quan trọng bởi vì khi mà cây nến giờ mở cửa phiên mà có gáp tăng cực mạnh càng mạnh từng nào thì tốt từng đó để nó có vốn để nó test lại các anh chị còn trong trường hợp nếu như mà cái cây nến giờ kết phiên à, mà mở cửa phiên mà nó không có độ gáp bồi ở đây thì à, như vậy là chắc chắn rồi chắc chắn là nó sẽ lùi về vùng 316 đến vùng 320 rồi các anh chị lưu ý. Ở trên trạng kỹ thuật ngày của chỉ số VN30 thì à, chúng ta sẽ ngắm à, sơ sơ bộ như thế này các anh chị nhá trong tuần vừa qua thì như vậy là đầu tuần thì nó test tích lũy thành công giữa tuần thì nó công lên đến cái vùng 1340 1345 và hiện tại thì nó chưa thể vượt thoát qua được cái vùng cản tâm lý này. Thì ở bên này là vùng hỗ trợ thì trong quá trình nó công lại thì nó sẽ va vào vùng cản và đây là cây nến kết phiên của ngày hôm nay thì nó xuất hiện một cây nến đỏ và nó thủng qua cái vùng 328. Do đó thì như cũng đã có phân tích trên trạng kỹ thuật giờ rồi có thể phải tính toán đến vùng 1320 và điểm sâu hơn sẽ là vùng 316 trên sạc tuần ngày kỳ vọng khi nó test lần hai ở đây tức là nó hình thành một cái mô hình v kép đó thì có thể là gì sau khi đáo hạn xong và dòng tiền ổn định tất cả mọi thứ ổn định thì À, chúng ta có cũng có thể kỳ vọng một cái mô hình vk mà chỉ số vn30 sẽ set up ở đây đó đây một đáy đây một đáy và test xong hai đáy thì như vậy là gì à, chỉ số vn30 chúng ta phục hồi và trong cái quá trình phục hồi đó thì ông sẽ à, tiếp tục có thêm những cái phân tích ở các cái bản tin hàng ngày Bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn sang chỉ số VN30F1M hay còn gọi là chỉ số phá sinh thì đối với chỉ số này phân tích cho anh chị trên trạc kỹ thuật M5 và các cái cách đi các cái cách phân tích vận hành của chỉ số này thì cũng đã phân tích rất là sát đó các anh chị đó thì trong phiên giao dịch của ngày thứ hai tức là ngày 28 thì chúng ta có phân tích các cái điểm dự kiến có thể kéo về vùng 35 và điểm test hỗ trợ của chỉ số vn 30 f 1 m ở vùng 325 điểm xa hơn sẽ sâu hơn sẽ là vùng 320 đến vùng 322 và chúng ta chờ đợi đúng không ạ những cái cây nến kiểu kiểu như thế này đây là những cây nến gì ạ chúng ta mô phỏng cái quá trình rút chân của thị trường thì rất là tích cực khi mà chỉ số phái sinh của chúng ta test thành công trên vùng 1325 sau đó nó bứt thoát cái cản chéo ở đây và như vậy thì chúng ta đã phân tích được những cái target kỹ thuật ví dụ ở vùng 1337 đến vùng 1340. Sau đó thì chúng ta tiếp tục phân tích các cái điểm test và chúng ta đưa được uh, những cái target kỹ thuật ở vùng 1340, 1345 và điểm xa nhất mà chúng ta có dự báo ở trong tuần đó là vùng 1350 đến vùng 352 thì chưa có đạt được và nó lên mắc được ở quanh vùng 1347 phết 7 điểm ở đây. Thì nó bắt đầu nó trả gáp. Thế thì bước vào phiên giao dịch của ngày 1 tháng 11 thì như chúng ta đã phân tích ở đây nó có một cái đường cản chéo ở đây thì à, Hùng dự báo là gì? Có thể có điểm mở gáp ở đây. Tuy nhiên là các anh chị biết rồi đúng không ạ? Dow Jones giảm rất mạnh ở trong phiên giao dịch của ngày hôm qua. Thế thì à, nó mở gà, mở gap giảm và nó test lại cái vùng 1337.5 và ở vùng 1337.5 thì nó gì ạ? À, nó test tích lũy khá đẹp. Nó hồi lên vùng 1340 rồi sau đó nó lại đảo xoạc. Và À, đối với tín hiệu phá sinh ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì nó hơi xấu khi mà chúng ta có được một cái kênh xu hướng setup từ đầu tuần tức là từ phiên giao dịch của ngày 28 à, sau đó thì nó có mức điểm ở đây à, gần kết phiên ngày 28 chúng ta có một điểm ở trong phiên giao dịch ngày 30 à, và ở đây vùng 1334 đến vùng 1335 1336 thì à, phiên chiều ở à, chỉ số phá sinh của chúng ta tương đối mất tay ở à, mất tay ở điểm này và nó có những điểm sọt khá là sâu ở à, trước khi nó kịp phục hồi rút chân lại ở trên vùng 1330 với cách thức vận hành này của chỉ số phá sinh chúng ta dự báo phiên ngày 451 sắp tới khả năng phá sinh sẽ có các điểm mở lại ở khoảng quanh vùng 1334 đến khoảng quanh vùng 1335 rồi sau đó phá sinh sẽ test kỳ vọng test ở mùng 1325 à, đây là cái điểm test đẹp nhất nói chung là nếu như à, nó test được vùng 1325, 1327 rồi nó đảo long thì đó là kỳ bản tuyệt vời còn trong trường hợp mà vùng 325 mà nó thất thủ thì nó phải tính toán đến vùng 320 đến quanh vùng 322 và hoàn toàn tương tự như tuần trước thì chúng ta chờ đợi những cái cây nến à, nó phải là những cây nến à, dạng là râu nến dưới dài và điểm à, đóng nến sẽ phải là điểm cao nhất phiên ở trên à, cây nến m5 hoặc là trên cây nến giờ nói chung À, thực thực tế để mà phân tích đảo pha thì chúng ta phải tính toán ở trên cây nến giờ. Đó và sau khi test những thành công thì ở đây các anh chị nhìn thấy rồi. Đây là một cái vùng cản chéo nó được set up rất là dài ở phía trước và ở đây có một vùng 1347 1348 thì đến tuần tới nó sẽ có ở vùng 1340 đến khoảng quanh vùng 1342. Đây là vùng cản kỹ thuật và trong phiên giao dịch của ngày thứ hai tuần tới thì chúng ta sẽ à, tính toán à, các điểm hỗ trợ dưới và các cái điểm cản trên như cũng đã có phân tích trình bày. Bây giờ chúng ta nhìn ở trên chỉ số phái sinh ở trên cả cái tuần ngày thì một số anh chị đang rất là lo lắng bảo em ơi tình hình thị trường như thế này thì như nào em? Thì về cách thức là gì Hùng vẫn nói rồi đó là gì ạ? À, và chỉ số phái sinh của chúng ta vẫn đang à, ở trong một cái xu hướng long. À các anh chị vẫn đang một xu hướng long. À, sau một xu hướng uptrend trong một kênh xu hướng tổng thể vẫn là uptrend. Tuy nhiên là gì không thể khi nào nó cũng cứ sức nó kéo mãi được và nó sẽ có các cái nhịp gì ạ? Nhịp chạm đỉnh đây là nhịp chạm đỉnh, chạm chạm đỉnh, các anh chị nhé, chạm kênh xu hướng. Đó, vùng 1375 đến vùng 380 đúng không ạ? Thì nó phải sọc lại này, rồi lại kéo lên đỉnh này, rồi lại sọc lại. À, vậy thì, như vậy là, thực tế thì Hùng có kỳ vọng là chỉ số phá sinh sẽ vượt lên trên vùng 350 đến vùng 352. Tuy nhiên, cây đến ngày hôm nay thì không được như kỳ vọng. Và chỉ số phá sinh của chúng ta lại bị à, mất tay ở quanh vùng 1331,5 ở đây cho nên là mặc dù nó có cái điểm rút chân lên nhưng cái điểm rút chân này không có quá lớn cho nên tuần tới vẫn phải tính toán các cái điểm test ở quanh vùng 325 hoặc điểm sâu hơn nhưng nó phân tích rồi đúng không ạ thủng 325 thì chúng ta tính toán ở quanh 320 đến vùng 322 và kỳ vọng thì phá sinh sẽ test ở mô hình với kép ở đây nó cũng như vậy tức là ở uh, đây nó test mô hình hai đáy uh, set up được ở khoảng quanh vùng 1320 1321, 1325 tích lũy đảo Long thì như vậy là chúng ta lại tiếp tục gì mục tiêu À, chúng ta lại tiếp tục ngắm về cái vùng giá mục tiêu đây đó chính là cái điểm cả cái thuật mùng có phân tích ở trên sạc cái thuật giờ đó ở trong tuần vừa qua ở vùng 1350 đến vùng 1352 và trên cái con đường đó thì nó sẽ va vào cái vùng cản thuật ở đây đó là vùng 340 đến vùng 1342 thì à, tạm thời à, xu hướng à, của tuần tới thì à, chúng ta sẽ ngắm như vậy các anh chị nhé và À, sau khi mà kết thúc phiên giao dịch của ngày thứ hai ngày 4 tháng 11 thì cũng sẽ tiếp tục có những cái bản tin để chúng ta view à xem thử à những cái điều mà chúng ta nói thì nó đang đúng hay nó đang sai thì nó sai thì nó sẽ như thế nào nó đúng thì nó sẽ như thế nào được không anh chị đó và chúng ta sẽ tiếp tục gọi là cập nhật thêm phần thứ hai của bản tin tuần thì mà sẽ bắt đầu đi view ở các cái danh mục cổ phiếu và Uh, như ông đã chia sẻ rồi tuần vừa qua thì quỹ ETF cơ cấu và danh mục thì chúng ta kỳ vọng tuần tới thì đường chúng ta sẽ đi vào những cái quỹ đạo uh, tương đối ổn định và chắc chắn hơn uh, so với cái tính bấp bênh ở trong cái tuần vừa qua Mở vết đúc cờ trong tuần chúng ta dự kiến điểm 64.8 đến 65.1 ở đây. Ok, phiên 28 có mục tiêu ở vùng 67.5 đến quanh vùng 68 thì nó lên được vùng 66.5 và nó tích lũy. Nói chung là đối với phiên giao dịch ngày hôm nay thì mở đúc cờ tích lũy khá là tốt ở vùng 65.5 cho nên tuần tới sẽ ở khoảng quanh vùng 65.5 đến vùng 66. Kỳ vọng test tích lũy thành công thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục hướng về vùng 67.5 đến khoảng quanh vùng 68. À, đối với mansan là một mã cổ phiếu trụ tương đối mất tay ở trong hai tuần vừa qua nha Sau khi mà nó gặp cái vùng cản kỹ thuật 82 ở đây các anh chị Nó không vượt thoát qua được và nó trượt ở trên cái đường cản chéo này Thế thì trong tuần chúng ta dự kiến cái điểm 76 đến vùng 76.4 Thì xét về kỹ thuật tập phiên 28 nó test khá đẹp này Nhưng mà nó lên đến đây thì nó chạm đến vùng 78 Thì nó lại bị soạc lại và phiên cái tuần tương đối mất tay khi mà uh, Mansan bị bán tương đối là mạnh thì với cách thức vận hành này của Mansan ở tuần tới thì chúng ta phải tiếp tục dự báo ở điểm 73.5 đến khoảng quanh vùng 74 khả năng thì Mansan sẽ có những cây nến giờ sọc về thậm chí là nó sẽ xuất hiện những cây cây nến cây nến kiểu như này tức là mô típ các anh chị mô típ thì các anh chị hiểu rồi bóng nến dưới dài và nó cần có các cái điểm rút chân đi lên và đây phải là những cây nến hammer hoặc là những cây nến màu xanh kiểu như này đó thì sau khi test tuyên thành công mà chúng ta thấy xuất hiện đảo chiều những cái cây nến như này thì đó sẽ là những cái điểm cân bằng và dự kiến test những thành công quanh 73.5 thì chúng ta sẽ hướng về các cái kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 77 cổ phiếu Vinamilk có điểm mà test đầu tuần khá là tốt Tuy nhiên cuối tuần thì khá là mất tay khi điểm mà 20 67 đến vùng 67.5 trong phiên giao dịch ngày 28 thì nó giữ được tuy nhiên đến phiên 29 thì nó bị mất tay và khi mà nó bị thủng vùng 67 thì như vậy là xu hướng <laughs> Vinamilk sẽ phải lùi về tiếp ở vùng 65 đến vùng 65.5 Test điểm 1 ở đây rồi và bắt đầu test điểm 2 Do đó tuần tới tiếp tục vùng 65.5 đến vùng uh, 65 Test đi thành công thì mục tiêu trong thời điểm ngắn hạn lại quay trở lại cái vùng ở đây Đó là vùng 67 đến khoảng quanh vùng 67.5 Cổ phiếu BVH thì nhìn chung nó vẫn đang test tích lũy thôi Ở vùng 43.2 43, 43, 43 thì trong tuần là gần như nó tích lũy này có thời điểm nó về 42.8 nhưng mà sau đó thì nó cũng kịp rút chật lên và đóng cửa tuần ở vùng 43.6 với cách thức vận hành như này thì chúng ta kỳ vọng điều gì tuần tới BBH sẽ test tích lũy ở khoảng quanh vùng 43.2 đến khoảng quanh vùng 43.4 kỳ vọng test tích lũy thành công thì như vậy mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn ở khoảng quanh vùng 44.2 đến khoảng quanh vùng 44.5 Cổ phiếu Z, uh, cũng đang trượt dài ở trên một cái kênh xu hướng giảm và đối với Z thì trong tuần vừa qua cũng đã có phân tích ở cái điểm 63 đúng không ạ? Các anh chị chú ý cái điểm cây nến này. Uh, trong trường hợp mà nó bật xanh lên thì như vậy là nó sẽ bật lại kênh xu hướng và nó đã vượt qua Z trong tuần vừa qua thì nó vượt lại trên kênh xu hướng ở vùng 64.5 đến quanh vùng 65. Tuy nhiên cây nến kết tuần đấy các anh, anh chị thì quỹ cơ cấu phiên ngày hôm nay là ATC quỹ nó cơ cấu nó bán này nó đạp trong ATC. Uh, nó xuất hiện một cây nến đỏ đặc và nó gãy qua vùng 63 thì vì vì đây là một cây nến bất thường cho nên là chúng ta sẽ phải cần chờ đợi những cái điểm bình thường quay trở lại trong trường hợp nếu tuần tới và cây nến giờ của phiên giao dịch ngày thứ hai di lấy lại được vùng 62.5 cộng thì như vậy khả năng di sẽ tích lũy và cân bằng quanh vùng 62.5 để tiếp tục quay trở lại à, phục hồi ở quanh vùng 64.5 đến khoảng vùng 65 còn trong trường hợp nếu di không lấy lại được vùng 62.5 thì có thể là gì nó phải lùi lại nó phải lùi lại quanh vùng 61 đến khoảng vùng 61.5 để à, tích lũy ở cổ phiếu trụ thì chúng ta có phân tích thêm mã cổ phiếu PNG, uh, PNG đây là một mã cổ phiếu trong ngành hàng trang sức đúng không anh chị. thì uh, sau một giai đoạn nó rũ này thì trong tuần vừa qua nó đi khá là tốt, à nó đi khá là tốt nhưng mà cây nến này lại là một cây nến là diện quỹ cơ cấu, cái anh chị quỹ cơ cấu và uh, một cây nến gọi là cây nến bất thường khi PNG bị gãy qua cái vùng 92.5 do đó thì chúng ta sẽ cần thêm Uh, cây nến của phiên giao dịch ngày thứ hai đến ngày thứ ba để chúng ta xem thử à như vậy nó có lấy lại vùng chín 50 hai năm không để chúng ta tiếp tục phân tích trong trường hợp lấy lại thì khả năng nó sẽ tiếp tục uh, phục hồi để hướng về vùng chín tám nhưng nếu như không lấy lại được thì có thể nó sẽ phải lùi lại tiếp điểm tiếp theo đó là ở khoảng quanh vùng chín mươi nói như vậy thì các anh chị bảo là uh, nó nó nói hai phương án nhưng mà cái câu chuyện là gì chúng ta không thể nào mà chúng ta là, lái cổ phiếu đúng không ạ à, chúng ta không thể nào mà chúng ta tạo lập được cổ phiếu và chúng ta phải căn cứ tín hiệu và cái tín hiệu mùng nói đó chính là điểm 92.5 đó các anh chị điểm 92.5 và tất cả các cái dữ liệu về phân tích kỹ thuật đúng không ạ à, thì chúng ta đều à, dựa vào các cái mốc hỗ trợ các mốc kháng cự và cái cung cầu ở trong phiên để chúng ta phân tích các anh chị lưu ý nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp thì với nhóm ngành này ấy, thì nó có một cái ưu việt đó là gì? Đầu tư một lần và thua mãi mãi, đó là cái tính ưu việt của nó. Thì trong cái giai đoạn vừa qua thì mình nhận diện thấy là nhóm ngành bất động sản công nghiệp nó cũng đang có những cái uh, tín hiệu tích lũy nền uh, tương đối là đẹp và chúng ta chú ý một số các cái mã cổ phiếu, ví dụ KBC, SSC và VGC. KBC ở trong tuần chúng ta dự kiến điểm 25.6, 25.6 đến khoảng quanh vùng 26 đây thì uh, nó test tích lũy này nó phục hồi và cái target tuần dự kiến là quanh vùng 27 thì chưa lên được uh, trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì cây đến giờ đầu phiên khá là tích cực tuy nhiên những cây đến giờ liền sau đó thì nó lại quay trở về test tích lũy sau đó tuần tới 26.1 kỳ vọng test lũy thành công mục tiêu vẫn là vùng 27.5 đến khoảng quanh vùng 27.8 và KBC thì có nói vui là trong trường hợp nếu như mà tổng thống Trump thắng cử Ờ, trong nhiệm kỳ này thì chúng ta sẽ có 4 năm khá là tất bật đối với mã cổ phiếu này. SSC ở trong các tuần gần đây thì nó đang xây ở các cái xu hướng khá là đẹp và đặc biệt trong phiên giao dịch của ngày 29 thì em sẽ tiếp tục công lên được vùng 39.5 tuy nhiên lực cầu không đủ giữ và trong phiên kết tuần thì nói chung là cả thị trường nó chỉnh nên là em này nó cũng chỉnh nhưng mà cách chỉnh của nó khá là đẹp ở đây có vùng 37.8 đến vùng 38 thì ở phiên kết tuần nó cũng đang đọng lại được ở đây và ba cây đến giờ cứ mỗi lần chạm về vùng 38 thì nó rút chân lên như vậy cũng là một cái điểm sáng của SSC kỳ vọng tuần tới 37.8 đến vùng 38 test đi thành công mục tiêu công vùng cản 39 và hướng về uh, ta các kỹ thuật ở quanh vùng 40 VGC hai cây đến giờ kết thúc phiên ngày hôm nay lực cầu khá là tốt và ở trong tuần thì chúng ta có nói đến vùng 40.3 đến vùng 40.5 thì nó test tích lũy các anh chị này nhìn chung thì nó test những cái vùng 40, 40.3 khá là đẹp vượt lên rồi quay trở lại test và trong phiên giao dịch hôm nay thì chúng ta có hai cái cây nến mà những cái điểm gọi là những cái điểm rút chân đúng không ạ anh chị đây và đây là những cái mô típ rất là đẹp trong cái quá trình mà gì ở cổ phiếu xây tích lũy tạo nền và lực cầu thì khá là tích cực ở hai cây nến giờ với cách vận hành như thế này thì chúng ta kỳ vọng quanh vùng 40.3 đến 40.5 đó là biên mà cổ phiếu VGC sẽ tích lũy trong tuần tới mục tiêu thì À, vẫn không có gì thay đổi ở khoảng quanh vùng cản thuật 42. IDC ở trong tuần khá là đẹp khi mà IDC đã test tích lũy thành công ở quanh vùng 52 thì ở đây nó có một cái điểm mà vượt thoát cản chéo và nó đã vượt lên được đến cái vùng 55 đến khoảng vùng 55.5 vượt qua rồi test lại nó có điểm test một và đặc biệt là cây đến giờ trong phiên giao dịch ngày hôm nay IDC thêm một lần nữa test về vùng 54.5 và đây là một cây nến giờ test rất thành công và nó phục hồi nó vượt lại được ở trên vùng 55.5 thì với cách thức như này thì chúng ta có thể kỳ vọng tuần tới quanh vùng 55.5 tức là nó sẽ nhả gáp một phần à, rồi test tích lũy quay trở lại và test lũy thành công thì mục tiêu của IDC có thể hướng lại quanh vùng 58 đến khoảng quanh vùng 58.5 ở trong nhóm ngành bất động sản công nghiệp thì có một cái mã cổ phiếu BMC đối với mã cổ phiếu này thì các anh chị phải xoay trên chạc tuần và gấp góc độ kỹ thuật gọi là đánh chung và dài hạn các anh chị lưu ý là như vậy và hiện tại thì vùng 64 đến vùng 64 64 đến vùng 65 tức là sau khi một, một giai đoạn nó tích lũy nó vượt lên và nó bây giờ nó quay trở lại nó bách test và giai đoạn vừa qua thì tạo lập họ đạp cổ phiếu trụ và con này cũng nằm trong rổ VN30 cho đó thì nó cũng bị đạp tương đối mạnh và với cách thức như thế này thì chúng ta sẽ tiếp tục uh, loanh quanh vòng quanh vùng 64, 65 các chị yêu thì tích lũy. Đó và mục tiêu thì trong vùng 80 và trên uh, trên cả cái tuần ngày thì chúng ta cũng nhìn thấy là gì cái tín hiệu của uh, của đường MACD đấy nó đang set up, đấy là một cái đường đỏ này và nó đang nằm ở trong một cái kênh xu hướng giảm giá cho nên là cái cách thức là gì cổ phiếu nó sẽ giảm tích lũy giảm tích lũy và nó sẽ chờ cho đến khi nào tín hiệu đường MACD đảo pha tức là từ cái 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 sọc đỏ này thì nó hướng lên một cái canh xu hướng xanh ở bên này thì đó sẽ là những cái thời điểm mà à cổ phiếu này có thể kỳ vọng để quay trở lại xu hướng phục hồi nhóm mạnh mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm cổ phiếu thép thì thép ở trong tuần vừa qua đầu tuần thì khá là tích cực tuy nhiên kết tuần thì nó lại à, tụt lại về vùng hỗ trợ kỹ thuật. HPG chúng ta dự kiến các cái điểm ở quanh vùng 26.3 mục tiêu ở vùng 27.2 thì trong tuần là HPG lên được vùng 27.1 và kết à, tuần thì nó lại lùi lại. À, do đó với cái cách như thế này thì tuần tới lại vùng 26.3-26.5 kỳ vọng tiếp tục tích lũy ta ghé kỹ thuật lại vùng 27 đến khoảng quanh vùng 27.2. Cổ phiếu Nam Kim NKG <laughs> Nam Kim ở đây thì trong tuần là chúng ta có nói đến cái điểm 20.2 đúng không chị 20.2 khả năng nó sẽ quay trở về đây test lại một lần nữa rồi nó mới có cái cách để mà nó vượt qua được cái đường cản chéo về cái xu hướng ở đây à, và trong phiên giao dịch của ngày 28 thì như vậy là gì à, Nam Kim vượt luôn vượt luôn và sau đó thì phiên 30 31 thì nó test và đến phiên ngày 1 thì như vậy là nó sideways ở quanh biên 20.5 đến 20.7 cây nến cây nến ngày cây nến kết thúc phiên khả năng là quỹ cơ cấu nó có mua thêm cổ phiếu Nam Kim, sau đó thì nó có một cái lực cầu khá là đột biến ở đây. Và với cách thức như này thì có thể là gì? Đây là một cây nến cơ cấu cho nên là nó sẽ phải trở lại những cái điểm cân bằng. Và chúng ta kỳ vọng ở quanh vùng 20.7 đến khoảng quanh vùng 20.8 sẽ là cái điểm mà Nam Kim sẽ quay trở lại về đây để test tích lũy. Mục tiêu thì có hai target 26 21.6 đến khoảng quanh vùng 22 <laughs> Cổ phiếu hoa sen à, trong giai đoạn vừa qua thì hoa sen cũng chịu à, một cái áp lực đấy là một cái kênh giảm giá ở đây các anh chị nhá và chúng ta theo dõi các bản tin cũ thì các anh chị cũng nắm được rồi. À, trong tuần này thì chúng ta phân tích dự kiến những cái điểm test lại ở quanh vùng 20 20.2 và ở đây nó có một cái đường cản chéo ở mục tiêu 20.8 đến khoảng quanh vùng 21 thì à, phiên giao dịch ngày 28 29 thì nhìn chung là thép khá là tốt. Tuy nhiên là đến phiên 30 31 mùng 1 thì như vậy là nó lại tiếp tục quay trở về test và trong phiên giao dịch hôm nay thì chính thức là nó test điểm 20 có thời điểm thủng 20 nhưng mà về cơ bản các cây đến giờ nó đều lấy lại được vùng 20 sau đó thì trong tuần tới nếu như chuẩn đẹp thì nó sẽ tiếp tục bách test lại ở khoảng quanh vùng 19.8 đến vùng 20 test ở đây test lũy thành công mục tiêu <laughs> mục tiêu thì như vậy là rất là rõ ràng rồi tại cái điểm 20.4 này thứ nhất ở đây nó có vùng cản ngang này và ở đây nó có vùng cản chéo này đó thì phải vượt qua vùng 20.4 rồi sau đó thì chúng ta mới tính toán thêm đến cái điểm 20 20.8 các anh chị và xa hơn sẽ là điểm cản kỹ thuật quanh vùng 21. VGS thì uh, chủ yếu là chúng ta đánh nếu như chúng ta có danh mục chúng ta có thì chúng ta đặt ở những vùng hỗ trợ. Ví dụ ở đây trong tuần chúng ta phân tích điểm 33.5 đến vùng 34 không biết là cây nến này là nến thật hay nến nào nhưng mà khả năng nến thật đấy bởi vì là nó có cái điểm râu nến này và nó có điểm mấy chứ không phải những cái kiểu kiểu như thế này thì nó test sát về vùng 33.5 đến vùng 34 ở đây và sau đó rút chân lên target tuần ở vùng 36 thì chưa đạt được và kết tuần thì nó lại lùi lại. Và đây cũng là hai cây nến giờ test tương đối thành công ở quanh vùng 33.5. À, như vậy thì phiên giao dịch ngày thứ hai tuần tới thì các anh chị chúng ta sẽ chủ động để chúng ta quan sát thêm những khả năng sẽ là phục hồi. Khả năng sẽ là phục hồi, tức là nó sẽ xuất hiện các cây nến giờ mà có thể gì? Nó sẽ kéo lại ở vùng 34 cộng ở đây. Và sau khi mà kéo lại vùng 34 cộng ở đó thì chúng ta sẽ tiếp tục dự báo À, khả năng sẽ quay về vùng 35.5 đến khoảng quanh vùng 36 Nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo Đó là nhóm ngành bất động sản dân cư Thì đối với nhóm ngành này thì cũng vẫn đang à, kỳ vọng Là nó sẽ kéo ở quý 4 của năm 2024 Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa thấy kéo à, Vẫn nói chung là ví dụ đất xanh Nam Long Thì nó vẫn cứ kéo lên rồi nó lại sọc lại Chứ nó, nó chưa vào một cái chen các anh chị đó cho nên là chúng ta vẫn phải tiếp tục chờ thêm thôi cổ phiếu sale trong tuần 14.8 đến vùng 15 à, chạm 14.8 15 đây test ta mục tiêu 16 không có đạt được và tiếp tục loanh quanh ở 14.8 đến vùng 15 với cách thức như này thì tuần tới chắc chắn rồi 14.8 15 tiếp tục sideways ở vùng này test tiêu thành công cầu vào mục tiêu trong thời điểm ngắn hạn 16 Hà Đô test tích lũy thành công ở vùng hỗ trợ kỹ thuật quanh ngưỡng ở đây là vùng 26.4 anh chị nhá đến vùng 26.6 nó test tích lũy ở phiên giao dịch ngày 28 29 30 và bắt đầu phục hồi phiên ngày hôm nay khá là tốt phiên kết tuần có thể là quỹ cơ cấu cho nên là thanh khoản nó khá là tích cực này thì sau khi mà Hà Đô vượt qua vùng 27 ở đây thì chúng ta có bốn cây nến giờ test và có thể sẽ có thêm một đến hai ba cây nến giờ test ở trong phiên giao dịch của ngày thứ hai tuần tới. Như vậy ở quanh vùng 27 đến khoảng vùng 27.2 kỳ vọng test đi thành công, mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn thì Hà Đô có thể hướng về ở khoảng quanh vùng 28 đến khoảng vùng 28.2. HDC ở trong tuần trước thì tốt nhưng tuần này thì lại đánh hơi mất tay điểm test như thế này thì hơi xấu bởi vì là trong trường hợp nó test ở vùng 26.8 đến 27 nó đảo long thì nó mới đẹp ở đây nó có cái cản chéo này chạm về đây nó không vượt qua và nó thủng vùng 26.8 cho nên là nó phải tiếp tục lùi lại đến vùng 253 đến vùng 25 năm khả năng với cái cách thức vận hành như thế này thì tuần tới là 25 năm là đến nơi còn 25 3 nữa Nói chung là loanh quanh quanh vùng 25 3 năm này test đi thành công thì mục tiêu ở đây rồi cản chéo nó nằm sừng sững ở đây rồi vùng 27 27.3 à, chúng ta phải chú ý Nam Long khá là đẹp ở trong tuần vừa qua và thậm chí là nó đẹp cả tuần trước nó xây từ cái nền ở từ phiên giao dịch ngày 17 và phiên 22 đấy thì trong tuần chúng ta dự kiến điểm 38.5 38.7 đấy các chị nhá đó thì nó test ở điểm 38.7 này ta ghét mục tiêu ở 41 thì phiên ngày hôm nay lên được 40.7 nhìn chung là đây là cây nến quỹ cơ cấu ờ, à, nhưng xu hướng tuần thì khá là đẹp đúng không ạ vẫn giữ được ở trên cái trend này Tuần tới, khả năng ở vùng 40, 40.2, test lại tích lũy. Test tích lũy thành công ở mục tiêu này thì sẽ hướng về vùng cản kỹ thuật 41.5 đến khoảng quanh vùng 42. Cổ phiếu KDH trong tuần chúng ta dự kiến vùng 32.8 đến vùng 33. Cản 34 thì nó lên được khoảng vùng 33.7, ở đây thì nó lại sọc lại. À, với cách thức này thì tuần tới lại 32.8 đến khoảng quanh vùng 33. Test tích lũy thành công thì lại vùng 34.4, 34 chưa có gì thay đổi. Đạt Phương ở trong tuần vừa qua thì một số anh chị hỏi là vì sao nó lại chỉnh mạnh như thế thì các anh chị có thể lật lại cái cách mà Đạt Phương nó đi Đạt Phương nó đi những cái target cực kỳ sâu và cực kỳ sát đó bản chất là chúng ta có phân tích cái vùng 58 đến khoảng vùng 5960 đó là vùng cảng kỹ thuật rất mạnh của Đạt Phương và đau tuần vừa qua thì sau khi mà nó test ở cái điểm ở đây đó chính là cái điểm 56 .5 đến vùng 57 đây thì nó đã vượt lên đến vùng 58 cộng trước khi mà nó bị đạp ở đây Thế thì nó đạp thì trong phiên 31 đến phiên ngày 1 thì như vậy là chúng ta bắt đầu diện xuất hiện những cây đến giờ nó lừng khừng lừng này khả năng tuần tới vùng 50.5 đến vùng 51 đấy nó tạo một cái điểm cân bằng ở đây rồi từ cái điểm cân bằng đó thì khả năng là cao là đạt phương sẽ bắt đầu phục hồi và xu hướng phục hồi thì các anh chị lưu ý ở vùng 55 à, sẽ là vùng cản tâm lý à, hướng đến cái ta cái kỹ thuật tiếp theo của đạt phương Dg ở trong tuần vừa qua thì nhìn chung nó lanh quanh tích lũy thôi không có nhiều các cái yếu tố đột biến vùng 20.5 20.7 các anh chị nhìn thấy nó tích lũy gần như cả tuần phiên ngày hôm nay thì vượt lên rồi lại bốn cây đến giờ sau test lại cho nên tuần tới là 20.5 20.7 À, test tích lũy thành công thì mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn 21.5 và điểm xa hơn có thể hướng về vùng cản 22 DXG là một điểm sáng của nhóm ngành bất động sản dân cư ở trong tuần vừa qua à, thanh khoản khá là tốt và à, tuần này thì nó tiếp tục công cản 17 nhưng vẫn không thành các anh chị tuần trước không thành này rồi nó test lại này, vùng nhưng mà đưa cái là tuần này thì nó vẫn giữ được vùng 16, 16, 16 2 16 164 đó. Rồi đây là nó đang xây ở đây là 16.35 đến vùng 16.5. Khả năng tuần tới thì vẫn quanh điểm 16.35 16.5 có thể nó sẽ có tiếp những cái cây đến M5 nhún về đây và kỳ vọng là ở trên 16.35 thì như vậy là đã xanh đã tích lũy thành công, mục tiêu sẽ break out 17. điểm xa hơn 17.5 17.8. PDR trong tuần chúng ta dự kiến điểm test kỹ thuật ở quanh vùng 21 21.2 cản kỹ thuật trên rất là mạnh ở đây đó chính là vùng 22 thì nó lên được khoảng quanh vùng 21.9 và nó bắt đầu nó quay trở lại nó sọc với cách thức uh, vận hành như thế này thì tất nhiên là cái điểm đóng nến ở vùng 20.9 thì nó cũng sát sát cái điểm 20.8 ở đây nó cũng chưa sọc quá là xa Tuy nhiên ở đây nó nhìn thấy là gì các anh chị nhìn thấy đây một cái điểm sideways sau đó thì tuần tới khả năng sẽ có quanh vùng 20.6 đến khoảng quanh vùng 20.8 đó à, nó sẽ à, nó sẽ còn lừng khừng một chút xíu ở đây kỳ vọng là như vậy và kỳ vọng trên vùng 20.6 thì à, PDR sẽ tích thành công và tích lũy xong thì mục tiêu trong thời điểm ngắn hạn vẫn là cả 22 khi nào mà bứt được vùng cản 22 thì như vậy là chúng ta mới xây dựng các cái target kỹ thuật lên của anh vùng 23 đến khoảng vùng 23.5. Novaland thì vẫn chưa có gì thay đổi các anh chị vẫn như vậy thôi nhưng cũng đã có phân tích rồi các cái tuần gần đây thì quanh 10.2 cộng trừ thì tuần này thì phiên 28 nó bắt đầu vượt lên rồi nó lanh quanh rồi chỉ được duy nhất một cái cây nến ở trong phiên giao dịch ngày 30, đấy là nó ra cái tin lãi hay là tin gì đó. Nói chung là cái mức độ ổn định của Novaland nó vẫn chưa có nó vẫn chưa có à, kéo lên rồi phiên ngày hôm nay thì lại <laughs> lại về 10.2 cộng trừ 0.2 tuần tới lại như vậy thôi. Và khả năng nó vẫn còn phải xây, mà xây tương đối là dài chúng ta không phải là gì ạ nhà tạo lập cho nên chúng ta phải chờ chúng ta phải nương theo xu hướng nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành chứng khoán thì đối với nhóm ngành chứng khoán trong tuần vừa qua thì về cơ bản nó cũng là gì có các điểm hồi và nó quay lại bách test các cái điểm hỗ trợ kỹ thuật mà thôi còn hiện tại thì chúng ta chưa nhìn thấy cái động lực của nhóm ngành chứng khoán quá là mạnh mẽ và trong một cái kịch bản nào đó mà chúng ta mường tượng thì có thể là gì nhóm ngành chứng khoán phân phối và tiền từ nhóm ngành chứng khoán đẩy sang nhóm ngành bất động sản dân cư thì đây cũng là một kịch bản rất là hay thì các anh chị lưu ý. Cổ phiếu VCI trong tuần chúng ta dự kiến điểm 34, 34.2 test tín thành công, mục tiêu sẽ hướng lại vùng 35.5, xa hơn sẽ là vùng 36. Trên thực tế thì nó lên được vùng 35.1 và à, test rồi hồi lên lại 35 và à, phiên kết tuần thì nói chung tương đối mất tay với cách thức như này thì tuần tới sẽ ở khoảng quanh vùng 33.5 đến khoảng vùng 33.7 kỳ vọng test tích lũy thành công cản kỹ thuật vẫn là vùng 35 cổ phiếu HCM ở trong tuần thì chúng ta cũng có những cái điểm test tích lũy ở vùng 28 28.2 target mục tiêu thì hồi lại vùng 30 trên thực tế thì nó về được vùng 29 123 mà điểm hồi về vùng 29 và nó lại à, cũng có hai cái điểm test ở vùng 2828.2. Với cách thích như này thì tuần tới lại như vậy thôi. 2828.2, test đi thành công thì mục tiêu lại quanh vùng 30. ở cổ phiếu SSI. <laughs> à, trong tuần thì có đề cập đến cái vùng 26.4 đến vùng 26.6 đây đúng không anh chị? Và à, phiên 2829 30, thậm chí là phiên 31 thì nó vẫn giữ được cái biên 26.4. Phiên ngày hôm nay thì hơi mất tay, hơi mất tay anh chị và hai cái cây nến vôn này thì cũng có thể là do quỹ nó cơ cấu do đó thì tuần tới ở vùng 25 8 đến khoảng quanh vùng 26 kỳ vọng test đi thành công à, đảo long thì như vậy là chúng ta có cản chéo ở đây các anh chị nha thì ở đây vùng 26.4 đến vùng 26.6 là hỗ trợ kỹ thuật thì trong cái quá trình nó phục hồi lại ở đây thì như vậy nó sẽ trở thành cái vùng cản ngắn của nó cổ phiếu VND 14 2 14 4 ở đây đúng không ạ à, chúng ta phân tích các cái điểm hỗ trợ này này thì nó phiên giao dịch ngày 28 nó test điểm 14.3 à, 14.2 14 ở đây đúng không ạ và cả kỹ thuật chúng ta dự kiến 15 thì trong tuần nó lên được đến vùng 14.8 và nó lại sọc lại à, với cách thức như này thì tuần tới lại 14 2 14 3 test đi thành công thì lại vùng 14.8 đến khoảng quanh vùng 15 cổ phiếu FTS ở đây Hỗ trợ cái thuật 40.5 đến khoảng 41 các anh chị nhé Và chúng ta hướng về vùng 42.5 đến khoảng quanh vùng 43 Trên thực tế thì nó lên được đến 42 thôi Và nó sai quay, sai quay, sai quay Và phiên kết tuần thì nó lại test lại cái biên 40.5 đến 41 Với cách thức như này thì tuần tới lại 40.5, 41 Test rồi thành công Thì mục tiêu là gì? 42.5 đến khoảng quanh vùng 43 Cổ phiếu SHS trong tuần cũng không có nhiều đột biến Về cơ bản 14, 14.2 Test tích lũy và nó sideways cả tuần như này Thì như vậy tuần tới lại tiếp tục 14, 14.2 trong trường hợp test thiết bị thành công thì chúng ta có cả kỹ thuật 15 ở đây còn trong trường hợp nếu mà thủng vùng 14 thì như vậy là chúng ta phải có vùng 13 đây là cây nến ảo các anh chị nhé không có điểm này không và về cơ bản để trong tuần vừa qua nó xây ở vùng 14 đến khoảng vùng 14 chấm à, 14 đến 14 chấm 2 cổ phiếu VX ở trong tuần vừa qua thì nó đánh tương đối là mất tay khi mà à, nó test cái điểm 10.9 ở đây và Nhung đã có phân tích rồi trong trường hợp nếu VIX mà bị mất vùng 10.9 thì chúng ta phải tính toán đến điểm 10.5 tích lũy thành công 10.9 thì chúng ta phải thì lúc đó thì chúng ta mới hướng lên cái uh, các kỹ thuật đó là vượt vùng 11.2 để hướng về vùng 11.8 và trong tuần thì các anh chị để ý là phiên 28, 29, 30 thì về cơ bản là VIX thậm chí sang phiên 31 nó vẫn kết thành công ở vùng 10.9 10, 10, 10, 10 .9 nhưng mà vào đến phiên ngày 1 á, thì ngày hôm nay thì cây nến kết thúc phiên này thì có thể là quỹ cơ cấu cho nên là nó có một cây nến giảm đỏ đây do đó thì tuần tới khả năng sẽ ở khoảng quanh vùng 10.5 đến 10.6 các anh chị nhé à, 10.5 đến 10.6 test tích lũy thành công ở vùng này thì như vậy là chúng ta sẽ hướng về quanh cái vùng cả 11.2 bớt được 10 cả 11.2 thì như vậy là chúng ta sẽ phân tích tiếp cổ phiếu AGR AGR 17.4 17.5 đó là biên test tích lũy vào AGR đây chúng ta có một cái vùng cản chéo ở đây đó chính là điểm 18 thì trong tuần thì nó lên được vùng 17.8 đây cái điểm này cái cây nến này khả năng không đúng đâu nhưng mà ở đây mới đúng này ở quanh vùng 7.8 18 ở đây này thì nó bắt đầu chạm và nó test lại này, rồi nó cố gắng vượt thoát và uh, phiên cái tuần thì nó lại tiếp tục gì lùi lại 17.4 đến vùng 17.5 thì đây nó hình thành được một cây nến búa uh, rau nến dưới và điểm nóng nến cao nhất của cây nến giờ này nhưng nếu chúng ta xét ở trên cây nến tổng thể của AgD trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì vẫn là một cây nến đỏ nhưng mà ít nhất là nó cũng đã có cái sự phục hồi và với cách thức như này thì tuần tới khả năng sẽ tiếp tục ở khoảng quanh vùng 17.4 đến vùng 17.5 tức là nó à, nó sẽ có những cái điểm backtest quay trở lại đây các anh chị nhé đó nó test tích lũy thành công tại đây thì như vậy là gì nó sẽ đảo lâu và trong thời điểm ngắn hạn thì agr sẽ có vùng cả 18 tại vùng 18 này thì chúng ta sẽ phân tích thêm Cổ phiếu VDS ở trong tuần vừa qua thì cũng không có nhiều các cái yếu tố đột biến, nhìn chung là gì 19.3 19.5, đó là biên hỗ trợ mà chúng ta có phân tích và sau khi mà nó bật lên được, nó thoát được cái vùng 20 này thì nó lại quay trở lại test và uh, cây nến kết tuần thì khá là xấu khi mà gần như lực bán nó duy trì trong phiên cả phiên và cây nến cái giờ kết phiên thì là là cây nến hammer đỏ. Điểm đóng nến sau nhất phiên, sau đó tuần tới 19.3 19.5 tiếp tục test đi, test đi thành công thì mục tiêu uh, sẽ vượt lại ở đây, đó chính là vùng cản chéo ở vùng 20.5 đến khoảng quanh vùng 20.7. Cổ phiếu ORS ở trong tuần thì chúng ta có phân tích cái điểm hỗ trợ cái thuật ở vùng 13.8 đến vùng 14 đấy các anh chị nhé Cả cái thuật tuần ở vùng 15 thì nó lên được xuyên soát vùng 15 thì nó lại sọc lại Nói chung ORS mà trong tuần vừa qua các anh chị đảo tế cộng thì vẫn được hai vòng Đó thì quanh quanh 15 mà cả thì nó sọc lại thì nó lại về lại đây Do đó tuần tới thì lại vùng 13.8 đến vùng 14 thôi đó đây là hỗ trợ này đây là hỗ trợ thì đây nó cũng hỗ trợ thôi thì các anh chị chúng ta tập trung quan sát đó có những tín hiệu đảo chiều đảo pha xu hướng tín hiệu đường MA đang đỏ xanh chẳng hạn như thế thì chúng ta lại tiếp tục hướng về target 15 đến khoảng quanh vùng 15.5 cổ phiếu CTS ở tâm tuần vừa qua nhìn chung thì nó cũng chỉ sideways đi ngang tích lũy thôi để nó tìm kiếm các cái cơ hội vượt thoát và đối với CTS trong tuần chúng ta phân tích điểm 36.5 đến vùng 37 à, đây này test Cảng kỹ thuật ở vùng 38 thì đây cũng còn đã có những cái điểm vừa thoát lại ở khoảng quanh vùng 37.8 và nó lại tiếp tục test vùng 37 rồi nó lại long và lại test lại sau đó tuần tới tiếp tục vùng 36.5 đến vùng 37 đẹp đẹp thì nó test ở vùng 37 chấm à, 36.8 đến khoảng vùng 37 này test lui thành công thì cả kỹ thuật trong thời điểm ngắn hạn vẫn là vùng 38 cổ phiếu MBS ở trong tuần dự kiến test điểm 28 cản cái tuần 29 thì như vậy là trong tuần đây là cây nến giờ nó cũng lên lên được khoảng quanh vùng 28.9 tức là còn 0.1 nữa thì nó chạm vùng 29 thì nó sọc lại và cây nến ngày trong phiên giao dịch ngày 31 và ngày mùng 1 tháng 11 tương đối là mất tay với lực sọc gần như chủ đạo ở trong phiên giao dịch ngày 1 tháng 11 do đó thì tuần tới lại tiếp tục vùng 27 27.3 À, kỳ vọng khi về đến đây thì MBS sẽ có lực cầu test tích lý, đảo long thành công thì cản kỹ thuật sẽ là vùng 29 còn trong trường hợp nếu MBS thủng vùng 27 đúng không anh chị về đến đây ví dụ trong trường hợp nó thủng vùng 27 thì nó sẽ như nào đúng không thủng vùng 27 thì đương nhiên MBS sẽ phải tiếp tục lùi về các cái vùng hỗ trợ kỹ thuật sâu hơn ở dưới này đó thì chúng ta sẽ căn cứ cái tín hiệu kỹ thuật ví dụ nó sẽ phải lùi về tiếp vùng 26 và chúng ta sẽ căn cứ cái tín hiệu kỹ thuật ở trong phiên giao dịch của ngày thứ hai à vì sau khi mà đáo hạn quỹ xong thì có thể phiên ngày thứ hai sẽ là một phiên bản lề hết sức là quan trọng thị trường thì tại thời điểm đó thì chúng ta sẽ phân tích thêm bản tin phân tích tuần xin phép được tạm dừng tại đây xin kính chào và hẹn gặp lại anh chị em nhà đầu tư trong các bản phân tích cập nhật tiếp theo